Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng khiến người dân chịu thiệt. Ngày 5 tháng 8, AFP Tiếng Việt bình luận SJC không mua lại vàng do chính mình sản xuất để gây sức ép với nhà nước. Theo đó, vào đầu tháng 8 năm 2024, các cửa hàng bán vàng của công ty SJC đã không mua lại vàng miếng SJC một chữ, vàng miếng SJC bị bóp méo, cong vênh. Vàng miếng SJC một chữ là mẫu mã vàng được công ty SJC sản xuất vào giai đoạn 1992-1996. AFA cho hay, công ty SJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được Ngân hàng Nhà nước chọn là thương hiệu để sản xuất vàng miếng. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời bà Hồng Lan, chủ một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh, cho biết, trước đây khi SJC mua lại vàng cũ, mớp méo, bung bao bì của họ thì được nhà nước cho dập lại để gia công mã hàng mới. Bây giờ nhà nước siết SJC nên không cho gia công trở lại, nên SJC không thu vàng mớp méo cũng là một hình thức để gây sức ép lại nhà nước và họ đã thành công. Bởi ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức gia công đối với số vàng mà SJC đang tồn kho, bà Lan nói. Theo bà Hồng Lan, bây giờ nhà nước yêu cầu khách hàng mua vàng SJC phải đăng ký online để họ kiểm soát lượng bán và cả người mua. AFA cho biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty SJC ngưng mua vàng miếng mớp méo từ khách hàng. Năm 2012, công ty SJC đã từng ngưng mua vàng miếng mớp méo với lý do là máy móc thiết bị gia công vàng miếng của công ty thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước sau nghị định số 24, nên công ty không thể dập lại các miếng vàng SJC bị mớp méo, mua vào cũng chỉ để cất trong kho. Hình ảnh vàng miếng một chữ của công ty SJC. AFA trích dẫn báo Nhà nước mới đây cho hay, đại diện công ty SJC nói rằng trong khoảng gần 2 tháng qua, công ty đã thu mua vào khoảng 1.000 lượng loại một chữ và mớp méo. Số vàng này mua với giá bán vàng bình thường, nhưng không được bán ra lưu thông trên thị trường. Đại diện công ty SJC khẳng định công ty đang chờ đợi Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho gia công trở lại số vàng mớp méo một chữ. AFA cũng cho biết tại Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh vàng phụ thuộc hoàn toàn vào Nghị định 24/2012, Nghị định Chính phủ được ban hành năm 2012. Tại khoản 2 và 3, điều 4 quy định, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại nghị định này. Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Như vậy, có thể hiểu là không có tổ chức cá nhân nào được sản xuất vàng miếng, kể cả công ty SJC. AFA dẫn nhận định của tiến sĩ Ngô Trí Long, nghị định số 24 có rất nhiều cái bất cập. Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước là ngân hàng trung ương mà lại độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng, trong khi nhà nước chỉ có chức năng là quản lý thôi, chứ không có chức năng kinh doanh. Thứ hai, nhà nước chỉ lấy một thương hiệu vàng SJC là thương hiệu quốc gia. Chính vì sự độc quyền như thế làm cho giá vàng trong nước tăng cao so với giá vàng thế giới. Hình ảnh một cửa hàng kinh doanh của công ty SJC. Theo AFA, đầu tháng 6 năm 2024, trang web của Ngân hàng Nhà nước ra thông báo nêu rõ 4 ngân hàng quốc doanh là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank được bán trực tiếp vàng miếng cho người dân, nhưng không mua vàng miếng SJC từ khách hàng. Riêng công ty SJC được phép giao dịch mua và bán vàng miếng. Thông tin cũng nêu rõ khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến phải có tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng trên và tài khoản phải đang hoạt động. Vẫn theo AFA tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. AFA dẫn lời Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, việc xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, tăng cung vàng miếng trên thị trường và giải quyết được vấn đề chênh lệch giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng khiến người dân chịu thiệt. Trung Quốc cho máy bay trực thăng không người lái xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ngày 5 tháng 8, BBC tiếng Việt loan tin máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bay gần bờ biển Việt Nam. BBC dẫn dự án Đại sử ký Biển Đông cho hay, một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc với thiết bị theo dõi được bật đã bay gần bờ biển Việt Nam vào tuần trước. Hình ảnh bản tin trên BBC.
Đây là lần đầu tiên trong 5 năm theo dõi của dự án Đại sử ký Biển Đông, một dự án phi lợi nhuận nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông, Bắc Kinh, công khai các hoạt động như vậy. BBC cho biết, bà Vân Phạm, giám đốc dự án Đại sử ký Biển Đông chia sẻ với một hãng tin quốc tế rằng chuyến bay hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 8 của máy bay WZ-10 xuất phát từ đảo Hải Nam và quay trở lại đó sau khi bay khoảng 100 km từ bờ biển Việt Nam đến thành phố Nha Trang ở phía Nam theo bản đồ lộ trình đường bay. Nhóm nghiên cứu của dự án Đại sử ký Biển Đông đã sử dụng các dữ liệu theo dõi có thể truy cập công khai để phân tích đường đi của máy bay nói trên. Không rõ liệu các chuyến bay tương tự khác được thực hiện trước đó có tắt thiết bị theo dõi hay không. Theo BBC, các tàu Trung Quốc thường tắt thiết bị theo dõi khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước láng giềng, một vùng biển cách bờ biển của một quốc gia từ 12 đến 200 hải lý, tương đương 370 km, nơi mà hầu hết các hoạt động di chuyển đều được phép theo luật pháp quốc tế mà không cần đến sự cho phép trước, mặc dù thường bị theo dõi chặt chẽ. Hình ảnh máy bay trực thăng tấn công không người lái WZ-10 của Trung Quốc. Bà Vân Phạm cho biết các nhà nghiên cứu khác, những người đã theo dõi Biển Đông trong thời gian dài, đã xác nhận với bà rằng đây là lần đầu tiên một chuyến bay như vậy được Trung Quốc công khai. Vẫn theo BBC, hãng tin quốc tế trên không thể xác minh độc lập các hồ sơ trước đây về các chuyến bay như vậy. Chuyến bay lần này diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên của cảnh sát biển nước này với Philippines, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 và sau khi Việt Nam đệ trình yêu sách thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc vào tháng trước. BBC cũng cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Các tàu Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và khi bật máy thu phát tín hiệu, các hoạt động của các tàu này bị theo dõi và đôi khi bị Hà Nội cũng như các quốc gia có yêu sách khác ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, chỉ trích tàu hải cảnh Trung Quốc, lực lượng thường xuyên xâm phạm chủ quyền Việt Nam. BBC dẫn nhận định của hãng tin quốc tế rằng Việt Nam, Trung Quốc, hai nước láng giềng do Đảng Cộng sản cai trị, có quan hệ kinh tế chặt chẽ và quan hệ chính trị gần gũi, nhưng thường xuyên xảy ra xung đột về ranh giới ở Biển Đông, một tuyến đường thủy quan trọng. Các cuộc xung đột thường xuyên liên quan đến các tàu tuần duyên. BBC nhận xét chuyến bay nói trên của Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Việt Nam có nhiều thay đổi nhạy cảm ở thượng tầng chính trị trong những tháng gần đây. Biển Đông trong nhiều thập kỷ đã liên tiếp đặt ra thách thức ngoại giao cho chính phủ Việt Nam giữa việc phải cân bằng nhu cầu bảo vệ chủ quyền, trong khi vừa phải đảm bảo không gây tổn hại cho mối quan hệ với Bắc Kinh. BBC cho biết thêm, hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 8, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổng Bí thư, chức vụ quyền lực nhất trong hệ thống chính trị nước này, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, người đã qua đời 2 tuần trước đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Trung Quốc cho máy bay trực thăng không người lái xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.